Thế nó làm sao mà tới đâu rồi? Trời ơi, kêu mà tới kêu này. Trời ơi, kêu mà tới kêu này. Mỗi người một số mệnh. Đâu ai muốn mình sinh ra và lớn lên trong sự bất hạnh. Nhưng phải biết chấp nhận, phải biết tìm lấy sự bình an trong mọi hoàn cảnh mà vươn lên con này. À, bỏ phân đi. Ông bỏ đi tiêu dần lụng quá trời luôn, tôi phải lụm tiêu nè. Bây giờ đang làm không kịp cho nó, nó cứ bỏ đi kìa. Thôi ông làm mình đi, tôi đi con đi lụm mát tiêu này kia vô quá trời, tôi cũng làm nữ khỏe luôn á, mệt chết mẹ luôn, cái cây nhặn tôi không à. Làm gì mà hai chồng bà tám lỡ ông chùm hả? Ủa? Đâu đứng không? Đâu à? Đi báo nữa chứ làm gì? Đi báo nữa hả? Nhìn mặt ra đây biết rồi. Trời trời. Tính kêu bà bỏ qua cái phân nè. Đúng rồi, kêu phụ bỏ cái phân đi, cái phân ớt này. Bà thì không chịu. Ý là tiêu chín quá trời ruộng luôn, không có công làm, không có việc làm, mà kêu ổng làm cái này, bà tám làm cái kia, ổng cử ống sùm luôn ở đây luôn nè. Vậy chứ Phương ấy đâu không làm, ăn no mập thay đi lên tối ngày. Quét lụm gốc vậy. Rồi ở ngoài phụ mấy công á. Phụ công này kia lụm gốc gì? Lụm lá này. Phương ấy hai điều hả? Ừ. Tưởng anh biết là biết mập thay chứ. Thì sao vậy? Bà Phương ấy làm không có gốc mặt đầu luôn á. Ý là giờ hai bài về là dành nhau là bỏ phân ớt hay gì ạ? Không phải dành nhau, cái ông Tám bỏ đi, là bà Tám đi chắc công đi lụm mấy cái gốc này kia, bà Phương cũng còn đang lụm mấy cái lá này, gốc này kia này là không kịp, ổng cứ nhằn bắt bà Tám bỏ bắt cái phân ớt này. Làm xong chút xíu mới đi. Ý là không có người làm hả? Không có người làm kịp luôn á. Trời ơi, không có người làm thì sao không có bảy bánh bao đang rảnh kìa. Đúng. Dập mẹ này, hai thằng cha nó còn ngu hơn con bò. Muốn làm gì? Thôi. À, thằng này hả nó cũng ngu làm hả ba cái tiêu hả nói cái này nó làm một nẻo lắm kia làm một nẻo cà vô cơ sơ dẹp mẹ đi. Trời ơi trời, thì bây giờ cái tiêu á ông bà chỉ tùm lum tà la phức tạp này kia, nhiều khi hai ông nội đó ông ngu thiệt, ông không biết đường làm, chứ bây giờ chỉ có hốt cái nắm phân giục vô cái gốc ớt rồi xịt nước tưới thôi, cái đó làm được nữa. Đấy, cho chết mẹ đi rồi đi. Kêu đi ông à, kêu ông làm, kêu nó làm đi để cho nó phụ mình nhanh chút, chứ làm không có công làm cực lắm. Đúng rồi, hai ông bà làm kiếp rồi, hai ông bà chết luôn. Mẹ biết nó làm được hay không là hai ông cha này nè. Trời ơi, chẳng lẽ cái này làm được thì chết luôn chứ gọi đi. Ngu còn hơn con gì nữa. Hai lần rồi nha. Con thì mất rồi nha, nó làm hai lần rồi nè. Một lần á thả tiêu không được, ngủ khò đó. Một lần kia nó lên cái tiêu hoa nó tuột cái tiêu xuống. Thì nhiều khi bây giờ lúc đó ông ngu, bây giờ ông khôn rồi sao? Kệ đi, kêu ông xuống làm đi, chồng có tiền không xài, chứ đi ăn ngông ở không làm gì. Vậy nè, mà đi điện nó xuống đi. Hỏi cô điện luôn cha. Điện nó xuống làm phụ làm đi độ nữa không. Vậy thử gom điện thử coi. Để điện cha. Tính tưởng thỉnh gom nha. Thỉnh gom là chuyên đi làm ơn làm phước mà. Mày cầm mồm đi. Bắt cái này chúng bán vé số ghê á. Bữa giờ đang bán mà. Còn lóc đây nè. Bán vé số cái áo hai màu luôn á. Áo bếp đó. Áo hai màu luôn. Trời. Alo, ông đang đâu lẽ? Có anh Bào đâu? Kêu ông lùng nữa. Ông với ông lùng xuống nhà ông Tám nè, có một chuyện để làm nè. Không có phải hái tiêu đâu mà lo. Hai ông ngu chết mẹ luôn à, hái tiêu hái hoài ông bà Tám chửi sáng giờ nè. Xuống làm chuyện khác, chuyện này đơn giản lắm. Làm gì hả? Giặt quần cho Phương ấy. Gọi ông đang xuống rồi đó. Nghe nhạc quần phương ấy tắt cái bộp kêu xuống liền cũng liền. Trời ơi. Thằng báo tới rồi đó. Dạ. Có mặt ngay. Đang ở bên nhà mình đi chứ đâu xa. Ở bên mình làm gì vậy? Ăn mình gìn vợ mà ở bên nhà mình nằm chơi không thấy mình nhà. Ngồi nói chuyện vợ mình thôi. Bây giờ hai người không có việc làm không? Bây giờ tao cho phụ tôi vo cho giải phân ớt nè. Thôi mà trừ nợ là không khó không làm đâu. Mày làm đi, làm chừng nào cho dưa rồi tao mới trừ nổi mày. Rồi mới kêu cái gì giặt quần con ế gì đó. Quá dữ lắm à. Quá dữ giặt quần con ế lắm à. Mày làm thấy chưa? Kêu làm gì không làm, nhưng mà kêu nó giặt quần con ế đi qua lẹ lắm. Trời cái mặt kìa, trời ơi ngấu đá thiệt chứ, trời ơi cái mặt kìa, trời qua làm gì? Nói chứ ra là đi qua rải phân ớt cho ông Tám, lấy phân rải vô gốc ớt xong rồi tưới. Nghe ông Tám chị đi, tôi không chị nữa. Chị hai lần rồi, thất bại hai lần rồi. Chị hai lần đều ngu hai lần. Thôi, không làm đâu, làm trừ nợ con gà hoài mệt. Đâu, chuyến này ông Tám làm trả tiền mà. Gửi vụ con gà là bỏ đó nha. Bỏ không được mà cho thiếu thôi, bỏ sao được.
nè, cho nhớ nha, bỏ vậy nè, đó, để cho đều góc nghe nè, kỹ kỹ nha, đó. Thấy không, nó đều hết hai bên nè, thấy không? Rồi có hai thằng rồi thằng một thằng bỏ phân rồi thằng nằm ngủ hay gì? Một thằng mở bếp phun để tưới ớt. Bỏ tay lại cho một thằng tưới. Bỏ. À đây là một thằng tưới rồi một thằng bỏ phân. Đúng rồi. Đúng rồi. Đơn giản. Bữa đây khô mà. Đơn giản. Sơ sơ là hiểu. Nhưng mà có cái là mít lòng trước được lòng sau, cái gì cái là nói trước, bây giờ giá cả ngày là bao nhiêu nói trước. 250. Má làm không ra quần què hết, cứ hỏi thì cứ đòi tiền rồi. Trời ơi, em nói thiệt anh Tám, chị Tám biết nha. Hồi xưa em đi làm cho người ta, tới chừng mà em nghĩ cái là chủ phải rớt nước mắt. Sao vậy? Tại vì một thằng lính nó làm giỏi mà nó khôn như con chó. Trời ơi, ông nghe kỹ nha, chết rồi. Năm như con bò phải không? Ông em làm hơi ok thôi. Làm đây cho nó nói nhiều nữa làm không? Làm đây. Làm kêu con khác à? Nhưng mà làm một ngày nghỉ hay là làm nhiều ngày? Mà làm được cho làm luôn á. Làm luôn á. Ông có hội cho làm luôn. Cả tháng luôn. Làm tháng luôn? Ừ. Không làm được thì nửa ngày không trả tiền luôn. Làm tháng tối được ngủ con gái 18 mà. Ý bao sao làm không? Làm ý chứ không làm gì. Ok á. Tụi em làm cho 8 rồi. Tháng rồi. Bỏ thử coi. Đi ai bỏ? Mình làm, ông bà kêu làm cảm thấy được, ông bà gã gái luôn đó. Ừ, trời đúng rồi đó. Làm okay. Hai thằng dành con gái tôi hả? Làm đàng hoàng nha. Rồi, ta bánh bao đi bạc bét này. Bánh bao bạc hả? Để bánh bao bỏ. Thôi đi con bỏ bánh cho. Không biết hai thằng nó làm sao làm, để chi vậy làm á. Thì bà ông bà Tám kìa, mướn rồi thì để người ta, hai người này làm đi. Hai bà Tám dành làm thì làm luôn đi. Không phải, đã kêu có người rồi. Ta chỉ đàng hoàng chứ, bà Tám chỉ một lần bà Tám sợ rồi. Bây giờ lại tới công chuyện nữa, bà Tám cũng sợ chứ bộ. Hỏi em này biết chưa? Bà Tám ở không cho mượn cái nón này, em làm nó nắng lắm. Nó đặt cái nón của bà Tám ơi à. Đâu bật bét chỗ nào anh Tám ơi? Nãy em nói xuống đây làm anh lấy nón gì đội. Chính này qua mình bật cái hầm lên. Được. Dễ mà. Hang này ở đây. Nhìn sáng sủa rồi. Ông Tám ơi, chị nó bật cầu rau rồi, tới sao ông sẽ chỉ đàng hoàng chứ. Bây giờ nó đang nó đi bật à. Tôi mở bát ra. Nói nha, bỏ đàng hoàng đừng bỏ nhiều nha, bỏ nhiều cái ớt nó chết đó. Thiệt nè, thấy ông Tám bỏ chưa? Bỏ giống gì nè. Thấy ông Tám bỏ chưa? Lại xa xa ra, đừng có bỏ chết ớt, không có ớt ăn luôn á. Rồi ok bà Tám. Bà Tám hái tiêu đi cùng kêu bà Phương lụm lá đó. Bà Tám này bà già mà bà cứ lẩm bẩm hoài mệt ha. Mệt chứ. Có còn tiêu thụ không? Mày phụ cái gì? Mày làm được gì? Thôi thôi mà vô. Mày xuống đây nào vậy? Mày hay vậy? Xuống dùm Phương ghế. Mày có ngày dùm Phương ghế là đánh mày què thêm cái giọt kia nữa. Tôi về à? Tao đi bỏ phân. Bây giờ hai thằng mày mày làm đàng hoàng tí nha. Con đây nha. Rồi. Ông Tám ơi, bỏ tôi... gì được không? Bỏ nhiều tí nữa. Nhiều tí nữa hả? Ừ. Rồi ok, đừng có ngu như mấy bữa đó anh vậy nha, hôm qua anh kia anh ra. Cái không biết làm mà, cái này quá dễ mà đi. Có như đó mà cũng làm được nữa, con cho anh chết mẹ đi. Cái này dễ mà, có như đó. Rồi dễ đi làm đi. Không có hội cho làm đó. Tôi đi bỏ vụ ông ta. Hai người bỏ luôn không? Hai người bỏ còn hai người tưới à? Đi bỏ xong rồi, hai thằng bỏ xong cho nó vui rồi, tưới chung cho vui. Ừ. Rồi ông Tám này ông dặn bỏ vậy hả? Ừ, cứ bỏ nhiều hơn tí. Chợ hai chai bữa nay báo rồi. Hai chai này ngu cái ớn lắm cả nhà, ngu ghê. Bây giờ mình đi theo mình quay hình lại để coi hai chai này bên đây có ngu nữa không. Mình nếu mà mình làm tốt á, làm tôi nghĩ là không lâu đâu, khoảng tháng thôi là ông thấy làm gì là ổng giả cái ghế luôn á. Cũng ham. Bây giờ ông thấy ở nhà ổng là trăm công ngàn việc mà đâu có người làm đâu. Nhiều khi ổng cưới hai thằng làm dễ cho ổng luôn, ổng làm bò. Ê, bỏ xong chưa đứng nói sầm sàm gì vậy? Đang bỏ nè. Tôi thấy bỏ cái chuyện là biết nào mà hết cái bao này. Bỏ. Thông báo rồi đi theo hoài, đi theo chi mày? Đi theo quay phim giám sát. Quay chi, quay chúng chửi tao hay gì? Trời ơi, ông ngựa hay ông ngu người ta chửi ông phải rồi, còn hai ông không ngu ai chửi ông? Chúng tôi quay gì kỳ mẹ tôi chứ? Hái tiêu tao không biết hái thôi chứ còn bỏ phân này hồi xưa tao làm lâu rồi. Nhưng mà mày đừng nên theo chân tụi tao nữa. Đúng rồi đó, mày đi về đi. Ủa ai theo tao nào tôi làm gì kìa tôi chứ trời. Con báo à, mặc đồ đen nữa chứ. Đúng rồi, cái đâu xui xẻo đó. Thế ông lại phải làm đi, tôi quay gì kìa tôi. Từ lúc nó ra viện tới giờ là hai mình ngày nào cũng bị chửi luôn. Mà cái thằng này nó xui lắm, tôi nói nó cứ ra viện rồi nhập viện liên tục à, nó có không bao giờ nó khỏe được đâu. Tôi chơi với nó mình cũng xui lây luôn, nó nói nói cái ông Tám chửi không à. Từ lúc nó ra viện tới giờ ngày nào mình không bị chửi. Thôi mày đi về ngủ cho đẹp trời đi. Đừng có theo tụi tao ám nữa. Khỏi quay quyết gì đi. Chỗ tụi tao làm ăn.
Vì ngủ đây hai tao làm hết việc này, hai tao lên mày chơi người ta cho mày đỡ buồn. Tụi tao có công có việc á, làm ăn rồi không ai rảnh đâu mà ở không chống tó đi vòng vòng đâu. Cho thôi về. Để cái này, để. Bây giờ núp đi, tôi núp, ông lấy, ông đặt điện thoại, ông lấy dấu, ông quay nha, đừng cho nó biết, đừng cho nó biết. Báo nó đi về. Ông bé, dạ. Lại bạn đây nè. Ăn gì? Cái này giải hết cái này là mấy ngày luôn á, nguyên một bao bự lận. Bây giờ mình giải cái này á, tứ nước nó cũng tan hết trơn, đúng không? Đúng rồi, giải tưới nước tan hết rồi. Thì giờ bỏ phân xuống tưới nước là nó phải tan phân cái gút đất thôi. Rồi bây giờ mình đem đi giấu, giấu phân. Giấu mới khỏi làm cái này. Ờ ha, mà bây giờ mình bỏ phân hay không bỏ phân tưới rồi ông đâu biết. Rồi tưới nó tan hết trơn, đâu có còn thấy nó đâu sao biết được. Đem ra kia giấu đi. Tưới có hai anh em mình tưới thôi là được, là đủ mệt rồi. Rồi tưới thôi, bây giờ bỏ phân không bỏ thì tưới ông cũng đâu biết đâu. Thông minh dữ vậy trời. Có cần đào lỗ không? Thấy thông minh không? Đào bây giờ thì đào cho nó xuống miếng đi. Đào cũng sâu luôn đi. Đào cứng quá, thay lắp lại đi. Về về là lấy khúc thân này về là mình ai trồng cây mình bán được đó. Mấy chục ngàn công nhân người ta kêu là làm phải tính không? Đúng rồi, làm không làm không tính làm lính suốt đời, tính là làm lính suốt đời, làm cái tính là có thu nhập của mình rồi mấy ngày những tháng rồi ăn riêng. Đúng rồi, có thấy không mình đâu để tôi chuyển đây rồi nữa nè, thấy đâu rồi. Bây giờ ông ở đây tôi đi xuống nước nha. Đây được bé đúng không? Rồi đi được bé không bỏ nước lâu như trời. Ngủ một tí đi. Ngủ một tí đợi ông đi gì đâu mà biết đâu. Nó nước mở chỗ nào không biết luôn. Anh Bao ơi. Anh Bao. Tám gì à? Ông Tám. Gì? Mở nước chỗ nào à? Sao mày ngu vậy? Ê. Mẹ cái chỉ là con không biết nữa. Đâu chị cái chỉ... gì mà kỳ á. Nãy em đó mà chị hồi nãy chị là không biết nữa. Sao mà ngu dữ vậy? Nãy em chỉ mà em đâu có biết cái quan nào mở đâu. Trời ơi trời. Đâu? Có này. Nó đây nè. Trời ơi, như đó mà còn không làm được nữa. Nè, vẫn vậy nè. Đó. À ở đây hả? Đó. Nước lên giờ. Đó quay đó. Rồi được rồi, em Tám cứ đi làm công việc đi. Cái làm mất việc cho tôi không à. Làm như đó mà cũng xong luôn. Ok, anh cứ làm công chuyện anh đi để em nhưng mà cái mà sáng sủa thông minh vậy mà sao ngu như con bò. Cái gì vậy? Tại vì cái đường dây mới em mới làm em chưa hiểu thôi chứ giờ gành rồi. Rồi anh đi. Ông cứ chửi đi, mốt tôi làm ghế ông rồi tôi quản lý khu vườn này, lúc đó là ông đừng có nói chuyện tôi. Trời ơi trời, u quá, hình ra con heo nọc ngủ đây. Bây giờ cha. Dậy. Gì? Mới đi ngủ. Đi đâu lâu vậy? Nãy ông Tám mới ra đây, ông thấy ông ngủ là ông đuổi việc luôn rồi đó, hên ông không thấy á. Ông đi lại đây à? Ông đi đây, lâu mở nước, lâu gì? Nãy giờ tôi đi... mở nước là đáng lý tôi mở rồi á, mà tôi gặp gắn dí đó. Sao giờ đi tới chưa? Bây giờ tới nè. Đi con ngủ rồi cũng muốn ông Tám đuổi cái việc hay gì vậy trời. Đợi ông lâu á, có việc làm người ta siêng năng tí đi. Sao mà mấy cái bét này nó tưới yếu dữ ta. Kìa đằng kia đó còn khu queo đắng kìa. Thì mình tưới xong chỗ này cái mình dời dây này nào mình tưới. Ủa ông này không biết tưới trời. Thì mình tưới đây nè, tưới nó ướt xong không là mình tháo dây ra, mình đem lại kia mình tưới. Ừ. Chứ làm sao mà tưới một lần giáp hết được. À, đúng rồi. Bây giờ lên kia tưới kia mà đi. Để tôi coi tí nó tháo dây ở đâu nè. Chờ tôi tí đây, tôi vô lấy cái cưa mình cắt ở đây nè, cái mình lôi dây qua đó mình tưới. Ừ. Hiểu không? Cắt ngang đây hả? Ừ, cắt ngang đây rồi mình vô đó mình tưới.
Rồi khi nào mà ông Tám tưới tiêu gì mình nói vô với lại. Trời ơi, ông này không thông minh hết. Cái này ngu vậy trời. Làm cái gì tao cũng phải có cái đầu. Chứ ông dùng cái đít không sao biết được. Làm bằng cái đầu hả? À. A few moments later. Sao rồi, nhắm. Cần xa nè. Bay ơi. Cần xa nè vô. Bay ơi. Bay ơi. Không tốt ơi. Không tốt. Cần xa ơi. Một nồi. Cái này nó cái gì nữa vậy trời. Cái này nó tan phăng rồi nè. Báo tới nữa rồi đó. Ừ, cũng được rồi đó. Đúng không? Giờ tứ ướt giáp là được rồi. Rồi bây giờ cưa ở đây nè. Mình làm á là dạ, không để cho chủ là mỗi cái mỗi chuyện mới nói. Đúng rồi. Mình làm mình có đầu óc, mình phải biết suy nghĩ, mình biết tính toán cái đường làm. Kéo phụ cha ơi. Làm bằng cái đầu đúng không? Làm bằng cái đầu chứ đừng có làm bằng cái đít. Ha, tao quỳ tao lại mày, tao nhận mày. Rồi gọi tao lại mày bớt khùng giùm tao đi ha. Nói ông cưa cha, đưa cái đầu vô làm bằng cái đầu. Sao mày ngu dữ vậy? Bò luôn. Nó còn nó chân luôn. Ngu dữ vậy trời. Đó. Rồi. Bây giờ luồn xuống đây. Để thôi hao điện. Trời ướt. Hao điện không tắm. Bây giờ tôi phân dây. Ơ vòng. Ơi. Dướng tùm lum hết mau. Lôi đường này nè. Ông lại đây nè, ông nắm dây, ông lôi phụ tôi, lôi mình nó chết rồi, ông không biết làm gì hết trơn chà. Ông đứng cắt dây này ra chứ nó dướng dây nè. Trời ơi. Rồi chưa? Rồi. Đứng ở đây nè, ra đầu lôi phụ tôi. Nó dướng. À biết rồi, nói hoài. Cho nên nay hơn 70 tuổi rồi, mà chưa rồi. Gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Rồi bây giờ lấy bé cầm ơi ông chồng ơi nè. Lấy bé cầm lên. Ông này không làm mà không để nói không trời. Thiệt cái chứ đi làm mà nhờ có tôi ông Tám mới cho làm á, không có tôi á ông Tám đuổi việc ông rồi. Có tôi ông mới không cho ông làm á. Thiệt ông có biết làm gì đâu. Ông làm gì hơn tôi. Trời ơi trời. À, nhìn sư huynh. Hãy coi nè. Coi nè. À, trời ơi. À, bây giờ tính sao đây? Tính sao bây giờ nhìn sư huynh? Thôi rồi. Chết mẹ đâu. Xong rồi. Ông làm gì một phỉnh ớt ổ gãy hết trơn rồi. Trời. Hồi nãy ông đứng ở sau ông lôi luôn á. Ông kêu tôi lôi mạnh à. Ông lôi kêu ông lôi ông phải dòm với ông làm gãy hết hết trơn rồi. Ông đi lẹ tôi đi theo ông sao dòm. Tôi kêu đứng ở sau lôi nhưng mà chỗ đầu dướng người ta gỡ. Lôi sao biết đường dướng, ông kêu tôi lôi mạnh mà. Hai Linh đó xin chào cả nhà. Thì nó dướng là mình lôi nhưng mà mình phải quay sao mình dòm chứ. Sao ông quay? Tôi đứng dướng lôi ở sau tôi kêu ông là ông gỡ dây rồi. Ông kêu tôi lôi mạnh lắm. Dòng đời như nước cuốn, chiều trần trắng đen không thể nhìn. Anh là tôi lôi tôi biết đâu, tưới nước. Xong rồi. Tưới nước, tưới ớt gì đâu? Tưới nước gì mà? Dâu ơi ướt nè, đừng đi vô đây. Trời ơi là trời. Tưới nước cái kiểu gì mà gãy hết ớt luôn không có. Nhỏ nhỏ nhỏ. Trời là trời. Ôi, nhỏ nhỏ má thôi. Ơi. Thôi rồi. Mày ông xong rồi. Tao á, ông bậy á. Hồi nãy hai. Má. Mày nói nhỏ. Má bán đây con nè. Im. Hồi nãy hai con ơi của chị Tám nó giỡn ở đây banh nó mất luôn nè. Ừ đúng rồi. Hai chó kìa. Hai chó rồi. Rồi nó bậy ra. Nó làm sao mà tới đâu rồi? Trời ơi, kêu bà tới kêu này. Trời ơi, kêu bà tới kêu này.
thay cho này. Trời ơi, trời ơi, lấy dây cổ, trời ơi, cái gì nữa, dây đâu, cái chỗ này là nãy là hai hang chó anh Tám mới giỡn bánh rồi. Hai con chó gì, cái hang chó này nè, chó bự lắm, cắt dây luôn hả? Con thấy hai con chó này nó lôi nhau chạy nhau xùm chết nè. Luôn rồi, kêu nó tới mà kêu nó mở bát luôn. Ông Tám ơi, thấy chưa, tôi kêu ông Tám là nó kêu đàng hoàng, nói rõ ràng. Hôm bữa tao bị một trận này, bây giờ tới ông bị nữa, thấy chưa? Hai thằng này là báo kìa chứ, hai thằng ngu đạn xét này. Ủa ba má kêu Hào xuống đây làm tưới tưới tiêu cái gì? Ông tưới là ớt hả? Ông Tây nó không có gì làm, kêu nó phụ làm. Trời ơi, trời ơi, hết rồi kêu hai ông này. Chuyện nói. Đã báo rồi còn. Người ta bỏ cái bé cho nó tới tự động thôi. Trời ơi, cậu. Nó đem ra cắt ông luôn. Ngu nhất là ông này. Cậu. Cũng bậy á. Ê, chứ ba bậy á coi. Tôi nói hai đó đừng có hụn nha. Hai ông già mà hai ông ngu quá trời ngu luôn á. Trời là trời. Nghĩ sao cái ớt kia mà cưới mà cay cà. Còn gì này cái ớt nữa. Bảy á, bảy kia lôi thành á. Trời ơi, ông Tám ơi, ông cái này ông, à. Ông kêu chúng sai lầm ông Tám ơi. Cái này. Nam mô buông bỏ đi con, duyên con chưa có iPhone, con nên buông bỏ đi con của đi thay người. Nam mô buông bỏ đi con, nam mô buông bỏ đi con, nam mô buông bỏ đi con của đi thay người. Phạm đường thánh kinh con xa và nhiều khó khăn đang chờ ta. Để sư phụ gọi máy đi cho nhanh chịu không? Dạ chịu. Bây giờ là tưới chỗ này ướt rồi là phải dời dây lại kia tưới kia chứ. Chơi kiểu này hả? Sĩ, cho hỏi thằng nào thông minh kêu các ông kìa. Cậu với ai? Cậu. Trời ơi là trời, ngu hơn con chó nữa. Cái ông của ta tưới một bé mà cắt cái đó đi là bắt quý phần nào ông nói. Trời ơi là trời, ngu hơn con chó nữa. Cái ông của ta tưới một bé mà cắt cái đó đi là bắt quý phần nào ông nói. Ông ơi mày. Mày đàn bạn gái mày không hiểu nha. Ý là tao tưới chỗ này xong không? Là tao phải cắt dây ra, tao dời qua đây tao tưới. Nè tao quỳ tao lại, mày tao nhận mày. Rồi gửi tao lại, mày bớt khùng giùm tao đi ha. Là cái nó có cái bé, có cái van, cậu dặn cái van đầu kia xong rồi nó tưới rồi. Ừ. Mắc gì cắt cái ống người ta đi. Để tao nói cho mày nghe nè. Thua luôn á. Nói cho đầu óc thông minh nha. Thông minh dữ chưa? Tưới chỗ này xong không? Tao cắt dây. Tôi dời qua kia tôi tưới, nhưng mà cái chỗ gãi này là do bánh bao không để ý nó bị gãi thôi. Rồi cậu cứ tưới cho ông đó, thừa tôi. Dạ. Nói nữa. Tôi đứng ở trước tôi lôi, tôi kêu ông lôi phụ, ông lôi, ông để ý gãi tùm lum hết trơn. Tôi lôi theo rồi, tự nhiên ông đổ thừa tôi. Trời ơi, hết chuyện đi, mướn hai con cố mà đi làm. Ngu con chó luôn á. Ông Tám nói để tôi đã nói ông nghe rồi, ông cãi tôi. Dựng ớt lên đi, bị chửi quá trời. Trời. Ông lui từ từ thôi. Trời ơi trời, mẹ luôn mẹ nó lên luôn mày. Mà để cái mẹ đi được cái đụng hết thôi đi. Bớt báo dùm cái đi. Nó mà phải con cái nhà tôi đánh chết mẹ nè. Cũng có cái sầu dây gậy đó nè, nắp cũng có cái sầu dây nha. Rồi chết mẹ gãy lẹ cái đầu coi trời ơi. Ngu gì vậy mà ngu dã man luôn á. Trời ơi trời, báo ghê luôn á. Dựng đi lên cái cũ đi để tôi chửi hoài. Dựng lên dựng lên. Trời cậu ơi cậu. Những cái mẹ gì nó làm nhanh cày nhảy hết rồi. Cậu ơi cậu, đúng là cậu chó thì chắc. Cái này là do bánh bao sơ ý nữa mày bị gãy thôi nè. Ông đó thừa thôi, ông kêu tôi lôi bây giờ ông đó thừa thôi. Tôi đứng trước tôi lôi, tôi kêu ông ở sau lôi, ông lôi ông không đi. Ông không đi. Ông gì hai ông lôi cái ông gì vậy? Đã tôi đứng trước tôi lôi, kêu ông đứng sau, ông ngu ông lôi gãy hết trơn. Ông mới ngu á. Ông mới ngu á, ai ngu? Ông lôi thì ông kêu tôi lôi. Hai ông cũng ngu như chó luôn á. Tao có cái đường đây nhưng mà không đi mà cắt. Đúng rồi. Là hai ông khôn chó luôn á. Ai là trời, ông Tám mà con bị hai vô rồi. Ông tin tôi, ông kêu hai thằng này báo ông. Má rồi kìa, thấy chưa, thấy rõ ràng chưa? Mỗi người một số mệnh. Đâu ai muốn mình sinh ra và lớn lên trong sự bất hạnh. Nhưng phải biết chấp nhận, phải biết tìm lấy sự bình an trong mọi hoàn cảnh mà vươn lên con à. Còn đi, ra có cái bé mình kêu bạc. Trời ông lỗi ơi, dây nào mà cắt họ thêm. Ta có cái van đồ kia kìa. Trời ơi, mình cắt hết cái dây này, dây của tôi chết. Cái bé của ta đây nè. Ông bà thấy chưa, thấy cái bé người ta bực nước lên là tưới rồi, sao mà cắt cái nọc cái ống người ta làm chi vậy? Thì em tưới xong rồi em phải dời qua đây tưới chứ. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Trời ơi, chị Tám nói chuyện ngộ chứ, tưới xong rồi tôi phải dời qua đây ta tưới. Đúng rồi, là ba cái tưới bừng tiêu, bừng ớt, bừng tiêu chắc. Mà sao vậy, vậy là cũng còn mất thì mày đi đóng clip mà hay vậy chứ, cũng buồn như vậy à. Tụi em là có tài lắm á, đừng nói chuyện. Ai vậy, tài lanh á, có tài lanh á, tài gì. Thôi bây giờ nó cũng lỡ gãi mấy ớt rồi, giờ tính sao anh Tám? Xử lý sao đây? Còn đây nè. Đâu đó được. Đã vậy đâu khi giận nó tới, muộn phiền con tim em bao rối. Ồ ồ ồ ồ. Ai hút mà. Trời ơi, hết chuyện rồi. Ông của ta mày đem cắt vậy rồi thấy không? Ông của ta bật nước lên thì tới rồi. Đây nó kìa. Bánh bao này đang uống nè. Đó, đóng lần nào ba má kêu hai ông xuống làm vậy. Mày ngu quá, mà chưa đằng bà ngu, chút
mà khỉ gì đâu. Thật với nó luôn. Cái giáo cắt bây giờ sao? Ông Tám bây giờ nói sao? Tôi kêu ông Tám hồi nãy đừng có mướn. Ông cố ăn lên là đòi đòi mướn. Tôi kêu tôi không có mướn mướn. Thằng què á, thằng què nó kêu mướn thôi. Ông Tám thằng về báo nữa, đừng gồm á. Hả? Đừng gồm á. Tại sao? Thằng gồm kêu ba mướn. Cái bàn luôn, nó kêu ra cậu bạn xuống hộ làm. Đừng đánh bao. Tôi suy nghĩ 15 phút tôi mới ẩu, cái bàn. Chưa mẹ gốc tiêu chưa chịu, cái quần ốc có chịu đúng là. Chưa cả cái ống chai này kêu hả? Còn gì nữa? Kêu, nói tụi nó không có làm cái gì ở không. Đúng là quèn báo, báo mình chạy cho, chạy cậu cháu nó báo hết cả lụ luôn. Mệt ghê luôn, cái lạc trời đó, máu tươi biết bao nhiêu ngon. Không khó là con đi ra nha, mà không thấy ha, thấy nha, không thấy là cho hết banh mình ở. Nên ta kêu mày về lấy nước, mày đi ra mà thấy hả? Ơ. Cái bọ đi đâu mà bọ văng đâu hết rồi, không thấy à? Chắc bỏ hết rồi. Cái gì? Nửa bao phân nó bỏ như mấy hàng mấy nhiêu đó rồi hết phân à? Ủa phân ở đâu vậy? Ủa không thấy phân luôn trời. Ông Tám đi kiếm phân ơi. Coi nó bỏ hết chưa? Bỏ ra có phân một phân nào đâu mà. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Tám ơi, bà đã nói ông Tám mà không chịu nghe lời tôi. Bây giờ ông sáng mắt chưa? Trời ơi, ông này luôn rồi. Sáng mắt chưa? Rồi sao mà kêu mướn hả? Chó không làm ngại hết. Rồi cái ống cá thì cắt. Người ta bật bếp lên người ta tưới rồi. Ta có gắn cá từng cá này. Nè, có cái vậy thôi mà cũng không biết chứ sao mà ngu dữ vậy trời. Bông đâu hết rồi. Hả? À, bây giờ ông Tám ông điều tra cái vụ bông phân mới chết nha. Sao? Bây giờ sao làm gì? Bây giờ ông cứ ông. Ông biết là mình không có bỏ phân rồi đó. Ủa bông phân này làm sao nè? Bông phân này bây giờ nước mà đem thủ tiêu thôi chứ bây giờ để ông biết mình chưa bỏ là chết luôn á. Mốt là ổng không có cho xuống đây là không có cơ hội gặp Phương Ế đâu. Rồi mình đem đi giấu đi. Đem đi giấu vài bữa sau bán. Bây giờ tôi ông dắt về nhà đây. Cái nhà xa tao thấy chứ sao. Ý là ông sợ dắt đi dài dài đường người ta nhìn thấy hả? Ừ. Đem đi giấu lẹ đi ông nội đủ. Nó sợ ông đá quần luôn rồi ở đi đứng đi hoài. Giờ đem giấu không? Ông... Giấu đi. Ông nhờ giờ coi có ông Tám quay lại không á? Có đâu, ổng ở hái tiêu xa đằng kia đó. Nè, đỡ cho Giác. Giác đi. Giác đi. Râu lẻ lên. Đi ra ngoài mấy ao giống đi. Đi. Ở ngoài kia có cái lùm giống. Ở đây nè. Giờ đi đỡ lên là ông nhén cơn nha. Cha. Lên. Trời ơi, chưa ra lẹ đi. Ôi. Xuống đây anh dễ giống đi anh thấy. Tối nay là ông lấy mượn đạp điện của Ngân xuống là tôi ông chở bao đi nha. Ừ. Nè lên. Báo tớ nữa rồi đó. Don't.